Rồi ôi, hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau chơi một con game có liên quan đến quái vật. Nhưng đây không phải là game kinh dị, mà thực ra thì nó cũng là game kinh dị, nhưng mà nó là game kinh dị dành cho những người mà sợ game kinh dị. Ý là kiểu nó không kinh dị lắm ấy, thì kiểu là như thế. Và chào mừng các bạn đã đến với channel Pop Bro nhá. Hôm nay là anh em mình chơi nuôi pet. Đây là con pet của mình, và hiện tại thì chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian là 56 giây để cho con pet này ăn một trong ba những cái loại thức ăn, và để xem sau khi chúng ta nuôi nó lớn thì sẽ như nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó lớn này. Thử cho nó ăn rau đấy. Bây giờ mình sẽ chỉ thử là cho nó chỉ ăn rau thôi nhá. Đây, ok. Ôi, lại có hai miếng thịt này. Cho nó ăn. Ô, nó thích ăn kẹo các bạn ạ. Thích ăn kẹo, ok. Thế thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho nó ăn kẹo thôi. Nó thích ăn đồ ngọt. Đó, con pet của tôi thích ăn đồ ngọt. Đây rồi, đồ ngọt đây. Đồ ngọt của bé yêu đây. Tôi sẽ cho nó ăn càng nhiều càng tốt. Chúng ta chỉ có một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi, khoảng 60 giây, tức là 1 phút. Và sau khi mà chúng ta cho nó ăn rất là nhiều những cái đồ ngọt này vào rồi thì nó sẽ lớn lên, đúng không? Tôi thực ra là chưa chơi con game này, nhưng mà đại khái là như vậy đấy các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần nhấn theo những cái hình mũi tên thôi là chúng ta có thể chọn được đồ ăn. Ôi, tôi chết rồi. Tôi cho nó ăn nhiều như thế mà tại sao nó không thấy nó lớn đi cả nhỉ? Nó phải phát triển lên chứ. Hay là con pet của mình nó chỉ như này thôi, ăn nhiều mà không chịu lớn à? Đồ ăn hại. Thế này thì chắc chắn là chỉ có ăn hại thôi các bạn ạ. Rồi, chúng ta đã trải qua 60 giây để cho cái con này nó ăn, nhưng mà tôi chưa thấy nó phát triển một tí nào cả các bạn ạ. Có những người sống trên đời mấy chục năm rồi mà họ vẫn không phát triển lắm ở chỗ này. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ui dồi ôi, đây rồi, con pet của tôi đây rồi. Sau khi mà tôi cho nó ăn xong thì nó trông vẫn như là một cái cục gì đấy, nó khá là bầy nhầy các bạn ạ. Với những người mà thích những cái thứ kinh dị như tôi thì trông nó cũng khá là đáng yêu đấy. Ai chả cái việc mà mình cho nó chỉ có ăn kẹo thôi ấy, mặc dù là con này nó rất là thích, nhưng mà nó chả thay đổi gì cả, nó chả to lên. Ít nhất thì con này nó vẫn còn bé, và bạn có thể cho nó vào trong cái túi của cái áo khoác thì để có thể mang nó đi. À đây rồi, bọn này nó nói là mình nên cho nó ăn nhiều thịt hơn thì nó sẽ trở thành một thứ gì đấy to hơn. Rồi, mình đây là một cái ending nhá. Đây là một cái ending A, cấp độ là tiny. Ok. Rồi, tôi sẽ cho nó ăn lại nhá. Đây rồi. Đây này, bạn có 60 giây nhá là để cho cái con này nó ăn. Đây là một con pet của mình đấy. Và đây là để cái hướng dẫn này, sử dụng những cái nút phím này, ok chưa? Đây này, ở đây nó có nói nhá, là rau không cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Cái kẹo ấy, nó cũng không cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà nó lại khiến cho cái con này nó vui vẻ và nó yêu đời. Thịt là tốt nhất và nó sẽ giúp cho con này có thể tiến hóa được. À, hay, quả này ấy, là tôi sẽ tập trung cho chỉ cho nó ăn thịt thôi. Nào, ui giời, ăn rau đi, ăn thịt đi. Nếu như không có thịt thì tôi sẽ cho nó ăn kẹo đi. Đấy, cho ăn kẹo cho nó vui vẻ, cho nó yêu đời đấy. Ui ôi, tiến hóa rồi. Ui ôi, có cả cái đầu kìa. Ui ôi. Không, tạm thời thì tôi sẽ chưa cho nó ăn cái đầu vội. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái đầu sau. Bây giờ là chúng tôi sẽ chỉ cho nó ăn thịt thôi. Nếu không có thịt thì tôi sẽ cho nó ăn kẹo. Tôi sẽ không cho nó ăn rau nữa. Ăn rau nó chả phát triển gì cả. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem là nếu như mà mình cho nó ăn cái đầu thì nó sẽ phát triển như thế nào nhá. Hiện tại, ủa nó to vãi cả trưởng rồi này. To vãi trưởng rồi. Nhưng mà, ui chết rồi, cho nó ăn rau rồi, cho ăn nhầm rau rồi. Quái vật mà lại ăn chay thì làm sao mà nó phát triển được, đúng không hả các bạn? Ui, nó trở thành một cái cây. Nó thành một cái cây ạ, vãi cả trưởng. Ok, tôi vẫn sẽ tiếp tục cho ăn. Chúng ta còn 3 giây. Ui, time up rồi, ok. Để xem con pet của tôi nào. Ui, vãi cả lít ạ. Các bạn đã thấy cái sự khác biệt chưa? Vừa nãy khi chúng ta cho nó ăn kẹo, cảm giác như nó chỉ là một đứa trẻ yêu đời. Nhưng sau khi chúng ta cho nó ăn thịt vào thì nó đã hoàn toàn tiến hóa lên một cái cấp độ quá là khủng khiếp. Và như các bạn thấy, hiện tại nó không phải là con pet của mình nữa rồi, mà nó biến hẳn thành một cái cây các bạn ạ. Ai chà, vật nuôi của bạn phát triển quá nhanh chóng luôn à. Uầy, nó còn phát triển nhanh hơn cả những tòa nhà và cả những cái thành phố luôn các bạn ạ. Đôi mắt của nó đang nhìn mình, và thật là khó để hiểu được cái cảm xúc của nó. Nhưng mà tôi không hiểu nó nhìn mình làm gì nhỉ. Bây giờ nó to như thế rồi, có khi nào nó nuốt cả mình được không? Ok, nó có hình dạng giống như con pet của tôi. Holy fuck.
Ôi nó có cái đầu này, tôi không thể tin được là nó có cái đầu. Thế là như thế nào? Sau khi tôi cho nó ăn thịt thì nó từ một cái cục nhá, nó lên một cái con gì nó giống kiểu con chó. Nó từ con chó này nó lên thành một cái gốc cây, từ một cái gốc cây nó biến thành một cái cây. Từ một cái cây ấy nó tóe ra lại có hình người bên trong. Ấy chà chà. Ồ, thằng này nó tự giới thiệu mình là Hector các bạn ạ. Ồ, mặc dù là có hình dạng người như thế này nhưng mà nó rất là ít nói, và nếu như chúng ta đứng gần thì chúng ta có thể nghe thấy một cái tiếng đập ở bên trong, nó giống như tiếng của một trái tim. Căng đấy nhở, hay ho đấy. Ui giả, đây là ending N rồi các bạn ạ. Ghê, bíp đấy. Ui, các bạn thấy chưa, sau khi mà chúng ta chỉ cần thay đổi cái đồ ăn thôi là mình đã có được một con pet hoàn toàn khác. Lần này chúng ta sẽ cùng nhau tiến đến với một cái cấp độ khác nữa của nó nhá. Lần này là anh em mình sẽ chỉ cho nó ăn kẹo này, với cả ăn miếng thịt nhỏ thôi. Lần này chỉ ăn kẹo với cả miếng thịt nhỏ thôi nhá. Nếu mà có thịt nhỏ thì mình sẽ chỉ cho nó ăn thịt nhỏ, mình sẽ không cho nó ăn cái miếng thịt to kia nữa. Ok. Hay à, nó vẫn phát triển. Ok, đầu người tạm thời là chưa cho ăn cái đầu vội. Đâu rồi, thịt nhỏ. Tôi cần thịt nhỏ. Vừa nãy sau khi mà mình đọc hướng dẫn ấy thì nó bảo là nó sẽ cần có những cái miếng thịt nhỏ gì đấy, nên là tôi sẽ chỉ cho nó ăn thịt nhỏ thôi. Ok, đây rồi. Ui, này nó vẫn phát triển nhanh đấy chứ đùa đâu. Thịt nhỏ đâu rồi? Quay không thấy thịt nhỏ đâu cả các bạn ạ. Toàn cho ăn kẹo này là làm sao mà lớn được. Thịt nhỏ còn 16 giây. Thịt nhỏ đâu? Đây rồi. Thịt nhỏ đây. Ui, nó vẫn thành một cái cây các bạn. Đây rồi. Time up đây rồi các bạn ạ. Sau một khoảng thời gian mà tôi chỉ cho nó ăn kẹo với cả ăn thịt nhỏ thôi ấy, thì nó chỉ có thể phát triển, nó vẫn phát triển thành một cái cây thật đấy các bạn này. Ok, cái kết này thì chúng ta đã thử chơi rồi mà đúng không? Nó vẫn trở thành một con người như thế này. À, thế thì bây giờ anh em mình quyết tâm chơi nhảy đi. Chúng ta bắt đầu chuyển sang giai đoạn là cho nó ăn thịt siêu to khổng lồ cộng với cả cái đầu nhá. Rồi ok, quả này tôi sẽ cho nó ăn rất là nhiều thịt to cộng với cả đầu luôn. Chỉ cho ăn thịt to với cả đầu thôi. Tôi sẽ tìm ra một cái đầu để tôi cho con hàng này ăn. Đây rồi. Phát triển đấy. Ui đấy, đúng rồi, lớn đi. Ui này, nó lớn nhanh như thổi ấy các bạn ạ. Thật là đáng yêu. Để xem là tôi khi mà cho nó ăn cái đầu vào thì nó sẽ có cái gì xảy ra. Tôi nghĩ là nó chắc chắn là sẽ phải có một cái thứ mới mẻ hơn chứ đúng không? Tại vì đấy là một cái món đồ ăn hoàn toàn mới mà. Quá chà. Còn 21 giây các bạn nhá. Không biết là nếu vô vẩn tôi cho nó ăn cái đầu vào thì nó lại kiểu đẹp trai các thứ. Nó lại đẹp trai như tôi thì chết. Đi ra đường không biết ai là chủ ai là tớ, đúng không? Đâu rồi, lâu thế. À đây rồi, tham hấp rồi. Để xem nào. Ố, không có gì, không có gì thay đổi à? Vẫn là cái cây à các bạn? Hay là lần này chúng ta sẽ phải thay đổi nhỉ? Chúng ta sẽ chỉ cho nó ăn kẹo với cả ăn đầu thôi. Biết đâu nó sẽ trở thành một kiểu một hình hài khác hay sao, đúng không? Rồi, quả này nhá, chúng ta làm lại này, chỉ ăn kẹo và đầu thôi. Kẹo rau vào đầu đi. Kẹo rau vào đầu. Ok. Mỗi tội là tôi chưa thấy cái đầu nào xuất hiện cả các bạn ạ. Cày thế. Được rồi. Bây giờ tôi nghĩ là tôi vẫn phải ăn một vài miếng thịt vào các bạn ạ. Chết rồi. À đâu rồi. Mãi mới thấy một cái kẹo này. Tôi nghĩ là tôi sẽ cho nó ăn rất là nhiều những cái thứ linh tinh để cho nó ăn nhiều nhất có thể luôn. Đấy, cho nó ăn đầy đủ chất dinh dưỡng luôn các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ nhấn thật là nhanh, tại vì bây giờ là chúng ta đã có đầu rồi. Đấy, đã có đầy đủ đầu đít các thứ rồi. Bây giờ là tôi sẽ thử cho nó ăn mọi thứ rất là nhanh chóng xem nào. Ui giời. À, bây giờ cho ăn càng nhiều càng tốt các bạn ạ. Cho ăn càng nhiều càng đã. Để xem là nó sẽ như nào. Đầu đít đủ hết rồi đấy. Rồi ok, time up để xem. Ok, nó lại phát triển rất là nhanh rồi các thứ. Rồi quả này tôi quyết tâm làm lại này. Wow, holy shit.
cái gì đây, cái gì đây? Ai chà chà. Ai chà chà, ai chà chà, ai chà 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 chà. Vừa nãy đến giờ là tôi chỉ cho cái con pet của tôi nó ăn rau, ăn cà rốt với cả ăn đầu thôi. Và vâng, ui. Ui chát 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 chát. Ui chát 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 chát. Ui chát chát càng tê nhỉ. Tôi biết là nếu như chúng ta cho ăn đầu thì nó sẽ như này đấy. Càng tê nhỉ. Đẹp dai thực sự ạ. À. Bây giờ con pet của mình đã biến thành một anh chàng đẹp dai rồi, mỗi tội là lại có mồm ở cổ. Mặc dù đấy là hình dạng của anh ta là không hoàn hảo và anh ta có xu hướng phản ứng mạnh khi xác chết ở gần. Nhưng mà đến cuối cùng thì mọi người sẽ nhận ra. Ấy à, anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi rồi đấy các bạn ạ. À. Và tự giới thiệu mình là hét to. Woohoo! Đấy, có quả mồm kìa. Tức là bây giờ nhá, sau khi mà đi tán gái thì hoàn toàn có hai sự lựa chọn, một là hôn ở đây, hai là hôn ở đây. Người ta gọi là thích cây các bạn nhá. Được. Ok, đấy là do là tôi đã cho ăn quá nhiều đồ ngọt thì nên là thằng này nó bắt đầu thích đồ ngọt rồi các bạn ạ. À. Rồi ok, chúng ta là có thêm một cái ending mới. Và có vẻ như là mình vẫn còn thêm một vài cái ending nữa đấy các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm ra được một cái hình thái còn khủng khiếp hơn hình thái này cơ. Và tôi sẽ cố gắng. Bây giờ là mình sẽ cho ăn thịt đến một cái cấp độ để mà nó phát triển, nó lớn lên thành hình cái con ấy đã. À, rồi đây này, ví dụ là nó sẽ to đến cho đến con này. Đây bắt đầu là bây giờ chúng ta sẽ cho nó ăn đầu rồi ăn rau các thứ vào đây. Bây giờ là ăn đầu rồi ăn rau. Ăn đầu ăn rau ăn kẹo các bạn ạ. Tôi sẽ cố gắng. Đây rồi. Ui, đã thành hình người rồi, nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá. Nếu như bây giờ, ồ từ từ, nếu như bây giờ đã thành hình người như thế này rồi mà tôi cho ăn nhiều thịt hơn thì sao? Nó không biết là nó có đô lên không nhỉ? Ôi, chết. Cố gắng lên cho ăn nhiều đầu người hơn. Tôi sẽ cố gắng cho ăn càng nhiều đầu càng tốt. Ăn thịt đi, ăn thịt đi. Bây giờ không có thịt để cho ăn kẹo cũng được. Đây rồi, thịt đấy rồi. Ui, thịt vào đầu, thịt vào đầu để tiếp tục phát triển. Uầy, con trời ơi, đẹp dai tê à. Holy shit. Ôi, ôi. Ui, các bạn thấy có ok không ạ? Pet của tôi nó còn ngầu hơn cả tôi nữa, trời đất mẹ. Đi ra đường có khi người ta hiểu nhầm mình là thằng giúp việc cho nó thì chết, trong khi mình là người nuôi nó lớn để cho nó đẹp dai như này. Mẹ, như idol Hàn Quốc ấy các bạn ạ, như diễn viên Hollywood lại còn mặc vest, trong khi tôi thì mỗi cái áo cộc nó có vest để mặc, nó lại còn vuốt tóc, trong khi tôi thì còn không vuốt tóc. Nó còn nhuộm tóc xám, trong khi tôi còn không có tiền để đi nhuộm tóc. Mày là pet của tao mà mày hơi bị được đấy. Ây da, hình dạng con người thực sự đã rất là giống rồi đấy, các bạn có công nhận mình không nhỉ? Quá đẹp dai luôn. Đấy, đây này. À, cái con pet của mình ấy, nó rất là lịch sự đến cái mức ấy mà không ai có thể nghi ngờ rằng đây không phải là một con người. Các bạn thấy chưa? Pet của tôi và lẹ. Rồi, quá là tuyệt vời luôn đấy các bạn ạ. Thực sự là quá tuyệt vời. Tôi nghĩ là tôi sẽ quả tí nữa thì chúng ta sau khi mà đã nâng cấp lên được quả hình người rồi ấy. Lại nhá các bạn ơi, lại nhá, chúng ta cùng làm lại nào. À, bây giờ thì tôi sẽ cho nó lên lớn lên thành một cái thành cái con kia đã. Ok. Thì đây rồi, thì đây. Đây rồi. Đến cái hình dạng này là chúng ta chỉ cho nó ăn kẹo với cả ăn đầu thôi nhá. Nếu mà sẽ không cho nó ăn thịt nữa. Đây chỉ ăn rau ăn đầu thôi. Rau đầu kẹo, rau đầu đây rồi, vẫn chưa thành hình người á, lâu thế. Thành hình người đi. Đây rồi. Ok, quả này các em mình sẽ cho nó ăn nhiều thịt hơn để cho nó lớn lên đã. Uầy, lớn lên đi, còn 12 giây. Đây rồi, lại đẹp ra rồi. Tôi sẽ cho nó tiếp tục cho nó ăn thịt. Đâu rồi? Đây rồi. Liệu có kịp không? Ui. Vẫn không kịp các bạn ạ. Hình như có vẻ đây là cái hình thái mà nó khá là kiểu là vip đấy. Cái quá quả đấy mà mình giả sử mình cho nó ăn nhiều thịt hơn thì sao nhỉ? Và hay là cho nó ăn nhiều đầu hơn thì sao? Liệu nó có trở thành một kiểu đẹp dai hơn không? Nó có thể bỏ hoàn toàn hẳn cái mặt đấy ra không?
trông tổng tài thực sự có khác gì là tổng giám đốc không? Ui, ui, góc nghiêng, góc nghiêng, góc nghiêng các bạn ơi. Có cái mới. Ui, các bạn thấy chưa? Nó cứ phải gọi là nhất giai làng anh công tử hào hoa. Đẹp giai vai cả trưởng như thế này chứ. Bao nhiêu là cái công sức mà tôi cho là ăn rồi các thứ thì ít nhất thì cũng phải như thế này. Bây giờ ra được, à không, bây giờ tôi lên mạng là tôi chụp ảnh lại cái con pet của tôi, tại vì đẹp trai quá. Xong rồi tôi lấy ảnh đấy để tôi làm ảnh đại diện. Xong rồi tôi sẽ đi kiểu tán gái các thứ. Hợp lý đúng không? Mình có con pet đẹp trai đây cơ mà. Không thể tin được luôn. Từ một cái cục mà bây giờ chúng ta nuôi nó như này. Đấy. Để xem, tôi sẽ cố gắng để xem là tôi có thể kiếm được một cái hình thái nào khác nó khủng hơn như này không nhá. Bây giờ tôi đang trong cái quá trình là cho cái con này của tôi nó ăn điên loạn. Tôi sẽ cho nó ăn nhanh nhất có thể để xem là liệu là nó có phát triển lên một cái hình thái nào mới hơn không thì tôi không biết. Tại vì bây giờ sau khi lên cái hình thái này rồi thì cảm giác như nó kiểu nó lên nó maximum rồi ấy. Thế nên là tôi sẽ cho nó ăn hết cỡ thôi. Rồi. Tức là tôi cố gắng cho nó ăn càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt ấy. Tôi nghĩ là chắc nó vẫn thế thôi. Ui, vẫn đẹp dài thế. Đẹp dài thế bạn ơi. Bạn chia tôi một tí đẹp dài có được không? Đùa được thế nhờ. Nhưng mà nó vẫn trùng với cái ending trước các bạn ạ. Nó vẫn trùng với cái ending hát. Sau khi mà lên cái hình người đấy rồi, liệu rằng nếu như tôi chỉ cho nó ăn thịt với cả đầu người thì nó có khủng hơn không nhỉ? Cứ để tôi thử đã nhá. 2000 years later. Rồi ok các bạn ạ, sau rất nhiều những cái mà tôi đã thử nghiệm thì có vẻ như đây là cái hình thái cuối cùng rồi. Nó chỉ như này thôi, nó không chất được hơn đâu các bạn ạ. Và nếu có chất được hơn thì tôi cũng không biết cách để làm như nào cả. Thì cái con game này ấy, tôi sẽ để link cho các bạn ở bên dưới phần mô tả nhá, để cho các bạn tải về chơi. Con game này hoàn toàn miễn phí thôi. Và tôi nghĩ là nếu như bạn nào có cái thời gian rảnh trong Tết này thì cũng có thể thử trải nghiệm con game này. Tại vì nó thực sự nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần cho con pet của mình ăn và sau đó nó sẽ tiến hóa. Một là nó sẽ tiến hóa theo cái dạng là kiểu quái vật cây cối. Còn nếu như các bạn cho nó ăn đầu ấy thì nó sẽ tiến hóa thành một cái anh chàng rất là đẹp dai như này. Đẹp dai hơn cả tôi, cày thế. Tôi là người nuôi dưỡng đó nhưng mà nó đẹp dai hơn tôi. Thôi nhưng mà tôi vẫn chấp nhận cái điều đấy các bạn ạ. Được rồi, đừng quên là nhấn like cho video nếu các bạn thấy thích con game này. Và thi thoảng mình sẽ kiếm những cái con game nào đó vui vẻ, anh em mình đổi gió một tí nhá. Và đừng quên là ủng hộ mình. Mục tiêu của mình trong năm 2022 là đạt được 1,5 triệu người đăng ký. Và mình rất mong là mọi người có thể giúp đỡ mình. Đấy, nếu các bạn yêu quý mình thì hãy giúp đỡ mình nhá, bằng cách là nhấn đăng ký kênh để có thể giúp cho mình sớm đạt được 1,5 triệu người đăng ký, để có thể hoàn thành được mục tiêu cho năm 2022 này. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.